Đây, thêm ca thứ tư. Thủ Đức này. Gia đình chết 8 người. Hồi sáng nay là chết 4 người. Chiều nay giờ vô chết thêm 4 người nữa. Cả gia đình chết hết luôn rồi. Ghê quá. Nhân sinh bây giờ không biết trước được đâu. Chỉ biết cầu nguyện thôi. Ghê quá. Cầu cho đất nước yên bình, mau chóng vượt qua cái tai nạn này. Khổ quá rồi. Sáng chết 4 người, chịu chết 4 người, gia đình 8 người chết hết rồi. Nhắn nhủ với tất cả mọi người, ai đang ở nhà thì ở yên nha mọi người ơi. Kiếp nạn này cho nó mau qua đi, khổ quá rồi. Nam Mô A Di Đà Phật.